Xin chào các em, chúng ta bắt đầu bài học ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ liên hoàn 3 phần. Một là vị trí tương đối giữa hai đường thẳng, sau đó là học giữa đường và mặt, và cuối cùng là hai mặt. Thì các kiến thức của nó liên hoàn cho nên là tập từ cái chỗ này. Thế còn cái phần đầu thì thầy giáo sẽ gửi tài liệu cho các em xem sau. Trong cái phần đầu thì nó liên quan đến cả những cái kiến thức mà sau này chúng ta học lớp 12 cũng dùng đến. Đấy. Thì bắt đầu cái phần hai, hai đường thẳng chéo nhau, hai đường thẳng song song, thì vị trí tương đối của hai đường thẳng cho hai đường thẳng A và B, căn cứ vào sự đồng phẳng và số điểm chung của hai đường thẳng, chúng ta có bốn trường hợp sau đây. Trường hợp thứ nhất là hai đường thẳng cùng nằm trong một mặt phẳng và không có điểm chung. Đấy, tức là đường thẳng A nó song song đường B khi và chỉ khi có một cái mặt phẳng P mà A thuộc P và B cũng thuộc P, nhưng mà A và B giao nhau bằng rộng. Có một số bạn khi làm bài tập cứ thấy nó giao nhau, nó không có điểm chung mà suy ra là nó song song với nhau là sai. Vì là không có điểm chung ý, thì nó có thể dẫn tới kịch bản là nó chéo nhau. Đây là một cái sai lầm rất cơ bản, rất nhiều học sinh mắc phải. Cứ không có điểm chung một cái là suy ra nó song song với nhau là không được. Nó có thể chéo nhau ý. Chéo nhau nó cũng không có điểm chung. Rồi. Trường hợp thứ hai là hai đường thẳng cắt nhau, nó có một điểm chung duy nhất. Trường hợp thứ ba là nó có hai điểm chung phân biệt trở lên. Cứ có hai điểm chung một cái và phân biệt thì lập tức suy ra nó sẽ dẫn tới trùng nhau. Hai đối tượng giống nhau cũng trùng nhau. Trường hợp thứ tư là hai đường thẳng này không cùng thuộc bất kỳ một mặt phẳng nào hết. Thì lúc đó A và B nó sẽ chéo nhau. Tuy nhiên khi chứng minh các bạn ấy vận dụng nhầm. Bạn chỉ ra là cái đường thẳng A thuộc mặt bằng P, đường thẳng B không thuộc mặt bằng P, suy ra chéo nhau luôn, thế là không được. Bởi vì nó có thể không thuộc mặt bằng này nhưng nó thuộc ra mặt cùng thuộc mặt bằng khác thì sao? Cho nên ấy, là phải khẳng định được là nếu như mặt bằng này mà chứa mặt đường thẳng A thì nó phải không chứa đường thẳng B và ngược lại. Thì lúc đấy mới dẫn đến nó chéo nhau. Chứ không phải anh thấy nó A thuộc vào mặt bằng P, B không thuộc mặt bằng P, chúng ta suy ra nó chéo nhau luôn. Như thế là chưa đúng. Nhỡ nó lại không thuộc vào P nhưng nó thuộc vào mặt bằng Q nào đó khác thì sao? Đúng không? Đấy, cái chỗ này rất dễ bị nhầm. Sau đây là minh họa. Ba trường hợp, bốn trường hợp song song này, trùng nhau này, cắt nhau này, và trường hợp chéo nhau. Thì riêng trường hợp chéo nhau ở đây hình vẽ nó như này thôi. Nhưng trong thực tế chúng ta có cảm giác như là hai thằng này nó biểu diễn của hai thằng chéo nhau lại là hai thằng nó trông giống như là cắt nhau. Cho nên rất dễ bị mắc sai lầm khi làm dính vào bài tập hai đường thẳng chéo nhau. Đấy. Như vậy để xét vị trí tương đối của hai đường thẳng trong người ta xét theo các hướng sau đây. Hướng thứ nhất là xét sự đồng phẳng, tức là đồng đồng tức là cùng có cùng thuộc một mặt phẳng hay không. Hai đường thẳng mà cùng thuộc một mặt phẳng ấy, thì nó có thể xảy ra một trong ba khả năng sau đây: song song, cắt nhau, trùng nhau. Cái này là chúng ta đã học vị trí tương đối của hai đường thẳng trong mặt phẳng từ hồi lâu lắm, đúng chưa? Còn trường hợp thứ hai là hai đường thẳng này không thuộc đồng phẳng, tức là không cùng thuộc một bất kỳ một phẳng nào, thì chúng chéo nhau. Chúng chéo nhau tức là lúc đấy nha, chúng ta phải để ý là song song thì giao nhau cũng bằng rỗng, mà chéo nhau thì giao nhau cũng bằng rỗng. Như vậy là khi mà giao nhau bằng rỗng thì phải xảy ra một trong hai khả năng, hoặc là song song hoặc chéo nhau. Mình không cẩn thận là mình kết luận sẽ sai. Và cái bài 1 thì nó có ba cách xác định mặt phẳng. Cách thứ nhất là có một và chỉ một mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng cho trước. Cách hai là có một và chỉ một mặt phẳng đi qua một điểm, đi qua một đường thẳng và một điểm nằm ngoài đường thẳng. Cách thứ ba là có một và chỉ một mặt phẳng đi qua hai đường thẳng cắt nhau. Và bây giờ là cách thứ tư là có một và chỉ một mặt phẳng đi qua hai mặt phẳng song song, và đi qua hai đường thẳng song song. Chứ không phải là trong sách nó bảo là có ba, chúng ta làm có đúng ba đâu, nó không phải là ba là đúng ba đấy. Đó, thầy giáo viên hỏi thì có bao nhiêu cách xác định mặt bằng, thưa có ba, ba là ba của bài trước, đến bây giờ là cái thứ tư rồi đấy, là nhiều lắm. Lên lớp 12 chúng ta nhìn thấy nó gặp ở trên dưới chục cái. Thế cái cách đi theo hướng thứ hai là xét số giao điểm. Nếu hai đường thẳng mà có hai điểm chung phân biệt trở lên ấy, thì chúng có vô số điểm chung, do đó chúng trùng nhau. Nếu như chúng có điểm chung duy nhất thì chúng sẽ cắt nhau.
Còn nếu như chúng không có điểm chung thì xảy ra một trong hai khả năng như này, song song hoặc chéo nhau. Đấy. Tại sao thầy phải viết như này? Bởi vì không viết như này là rất nhiều bạn làm bài trắc nghiệm là bị nhầm lẫn cái giữa chéo nhau với lại song song, không có điểm chung, suy ra luôn là nó chéo nhau hoặc nó suy ra song song là không đúng, và ngược lại trông nó có vẻ cắt nhau thì bảo nó cắt nhau, thực ra nó chéo nhau. Cái hình trong không gian nó rất oai oăm, là biểu thị trên 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 mặt bản, hình biểu diễn của đường song song là đường song song, không vấn đề gì cả. Nhưng mà hình biểu diễn của đường chéo nhau thì nó lại gần giống như cắt nhau, thế nó mới nhầm. Dựa vào điều này mà trong chương trình hình học lớp 12 người ta đưa ra bài toán xét vị trí tương đối của hai đường thẳng. Ví dụ như sau, tất nhiên mình chưa giải đâu, mình chưa biết cách giải. Để các em thấy được là cái ứng dụng, cái kiến thức của lớp 12 nó là liên hoàn của lớp 11 chứ không phải là chương trình tách bạch. Không liên quan gì lớp 11. Bây giờ chúng ta học có bốn vị trí tương đối. Nó hỏi cắt nhau, trùng nhau, xong, chéo nhau, song song. Bây giờ chúng ta chưa giải được. Học sinh anh chị lớp 12 hiện tại bây giờ còn chưa giải được cái này bởi vì chưa học đến muốn ngồi chúng ta. Nhưng mà chúng ta biết rằng là sẽ có những cái dạng bài như thế. Đó, lên lớp 12 thì đơn giản thôi, cho x bằng x, cho y bằng y, trong z bằng z, trong giải ra phương trình mà có vô nghiệm. Vô nghiệm thì là song song hoặc là chéo nhau. Mà có nghiệm duy nhất thì là cắt nhau, mà có vô số nghiệm thì là trùng nhau. Thì còn như khi nào để loại được chéo nhau, à cái trường hợp mà vô nghiệm ấy, mà làm thế nào để loại được trường hợp song song hay là chéo nhau, thì lúc đấy lại phải xử lý đến vector chỉ phương của nó. Vector chỉ phương thế nào lên lớp 12 sẽ học. Đấy, để thầy giáo nói rằng là nó có liên kết các kiến thức của lớp 10, lớp 11, 12 chứ không phải là chỉ lên lớp 12 biết riêng. Hình biểu diễn của hai đường chéo nhau là đường thẳng xem như là cắt nhau, cho nên cảm giác như vậy nó rất dễ gây hiểu lầm. Sau đây là một ví dụ. Cho tứ diện ABCD, M là trung điểm của cạnh AB, vị trí tương đối của AMC và AD là gì? Nếu chúng ta thích trở thành câu hỏi trắc nghiệm thì thầy bê bốn phương án này vào là nó thành câu hỏi trắc nghiệm ngay, có gì đâu. Đấy. Cắt nhau, trùng nhau, xéo nhau, song song, thế là đủ bốn kịch bản luôn. À, bây giờ chúng ta vẽ hình ra xem. Vẽ hình nhá. M là trung điểm của AB này. Bây giờ chúng ta phải xử lý cái vụ này. Em cứ kiên trì nha, chắc em sẽ học đến tận đoạn cuối cùng em mới biết mục đích tại sao thầy nói cái này. Rất rõ ràng là cái bài tập của nó liên hoàn từ đầu đến cuối, chứ nó không có cái kiểu là bài tập này thì nó rơi vào mục xoắn một, bài này rơi vào section 2 vân vân. À, nó là hỗn hợp luôn. Đấy. M để bài cho chúng ta M là trung điểm. Thế cách cách vẽ tứ diện phải chờ chờ suốt thầy giáo phải hướng dẫn cả. Nên là rất nhiều bạn là vẽ hình tứ diện không biết vẽ thế nào. Cách vẽ như sau nhé. Các em lấy một cái dòng kẻ của vào của mình. Đấy. Nó vẽ cái đường nằm ngang. Sao nó là nét đứt trong một cái đỉnh này, chứ hoặc là chúng ta lấy lệch về một bên. Hai cái là nó cùng lệch về một bên như này. Kéo xuống. Thế thì làm thế nào để lấy trung điểm dễ nhất? Thì chúng ta có thể lấy ba dòng hoặc năm dòng. Ví dụ năm dòng này ạ, thì cái dòng ở giữa này chính là trung điểm mà không phải chia. Đấy là nghệ thuật vẽ ở dưới này, ba dòng này rất dễ dàng rồi. Nói thế để các em biết vẽ cái đường cái hình một chút. Trong lớp mình có một số bạn vẽ hình biểu diễn nó chưa chuẩn, vẽ cứ như là hình học phẳng, có phải nó phải có một nét đứt.
nó phải có một nét đứt, ít nhất là có một đường nét đứt. Rồi bây giờ chúng ta nối xuống đây. Đề bài bảo chúng ta là vị trí tương đối giữa MC và AD. Bây giờ về mặt trực quan mà nói, nếu như vẽ như này thì chúng ta sẽ thấy có cảm giác hình vẽ trên là AMC và AD có cảm giác như là cắt nhau nếu như chúng ta kéo dài, có cảm giác như là chúng ta cắt nhau nếu chúng ta kéo dài, và chúng ta trả lời là cắt nhau, lập tức chúng ta ăn không điểm ngay và chúng ta đã sai, chúng ta đã sai. Song song cũng không đúng, trùng nhau thì càng không. Tại sao lại như vậy? Như vậy là cả trường hợp cắt nhau cũng loại, song song cũng không, cắt trùng nhau cũng không, như vậy là nó không tổng phản, vậy là chỉ còn cái khả năng chéo nhau. Thế tại sao lại như vậy? Thì chúng ta chứng minh theo kiểu phản chứng, tức là giả sử ngược lại, tức là nó cùng thuộc một mặt phẳng. Giả sử MC và AD cùng thuộc một mặt phẳng alpha nào đó. Thầy giáo đánh mấy lời giải rồi, yên tâm chốc cho xem. Cùng thuộc một mặt phẳng alpha nào đó. Thế thì như này. Thế thì chúng ta phân biệt khi nó thuộc vào mặt phẳng này thì có nghĩa là điểm A thuộc mặt phẳng alpha, điểm M cũng thuộc mặt phẳng alpha. Trong cái bài đầu tiên chúng ta biết là nếu một đường thẳng có hai điểm nằm trên mặt phẳng thì toàn bộ đường thẳng nằm trên, đúng không? A thuộc alpha, M cũng nằm thuộc alpha, suy ra toàn bộ đường thẳng AM phải nằm trên mặt phẳng alpha. Nói riêng điểm B cũng phải nằm trên mặt phẳng alpha. Như vậy là mặt phẳng alpha này nó đi qua cả bốn điểm A, B, C và D. Thế thì làm gì có tứ diện? Tứ diện là ABCD, nó phải không cùng thuộc mặt phẳng các nhé. Như vậy là cái phương pháp này người ta gọi là khoa chứng minh phản chứng. Phản chứng bài toán đã được giải quyết xong. Như vậy là nó mâu thuẫn. Đây ABCD cùng thuộc vào mặt phẳng thì làm sao có tứ diện được? Đề bài là cho tứ diện mâu thuẫn. À, sau đây là lời giải được đánh máy lại. Đấy, phương pháp này gọi phương pháp chứng minh phản chứng mà lên trên đại học sinh viên dùng nhiều. Không đồng phẳng là chéo nhau. AD với MC rồi AD với BC chéo nhau. Nói chung đấy, về mặt tứ diện mà nói là cứ cặp cạnh đối là chéo nhau hết. Ví dụ trong bài này là AD với lại BC, AB với CD. Ở đây có một số bạn ở Nam Sách có cái câu hỏi là dính như câu hỏi là nó cắt nhau hay chéo nhau nha. Tứ diện thì tất cả các cặp cạnh đối diện là chéo nhau hết, cắt nhau một phát thì làm gì còn tứ diện nữa. Đây trở lại, không những một cặp đấy mà còn nhiều cặp nữa. Nếu chúng ta để ý trong sách giáo khoa nó cũng có mà, AD và BC chéo nhau này, cứ cặp cạnh đối diện là chéo nhau, AB và CD chéo nhau này, còn cái gì nữa, AC và BD, đấy ba cặp cạnh đối đều chéo nhau hết, chéo nhau nhưng không phải cắt nhau đâu. Nhưng mà rõ ràng chúng ta nhìn cảm giác thì giống như cắt nhau, AB, AC và BD nhìn thì giống cắt nhau. Đúng. Triết của cái chéo nhau nó là như thế, hình biểu diễn trông là cắt nhau nhưng thực tế lại là chéo nhau, còn cái hình song song thì nó là song song luôn, dễ cực, song song nó trắng phớ, rất dễ không bị nhầm, chéo nhau mới lại cắt nhau là rất dễ bị nhầm, hình như không gian mà. Đấy, đấy là một cái đặc điểm chúng ta cần phải lưu ý. Một số tính chất trong không gian qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng có thể kẻ được một và chỉ một đường thẳng song song đường thẳng đó. Định lý này rất quen thuộc. Nó giống như là hồi chúng ta học ở cấp 2 cũng có rồi. Qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng có một và chỉ một đường thẳng song song đường thẳng đó. Tức là cái này nó không những đúng trong không gian mà đúng vẫn đúng trong cả mặt phẳng nữa. Rồi. Lấy ví dụ như sau. Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. O là giao điểm của AC và BD. MNP lần lượt là trung điểm của SA, SO và SC, chứng minh rằng MNP thẳng hàng. Xin mời. Thực ra trong bài này đấy không cần lấy hình hành cũng được, nó cũng vẫn có tính chất này. Không chỉ là hình hành đấy, quên không nói lớp kia, không là hình hành vẫn được, tính chất này vẫn đúng.
À, bây giờ chúng ta vẽ hình nhé. Tất cả các bài tập trong này thì nó đều đánh máy lời giải hết. Có điều là chúng ta phải phân tích ra cái bối cảnh nó, rồi cái tiến trình thì nó trình bày như thế nào để các em theo dõi thì nó mới hiểu được. Chứ còn nhìn vào trong một cái tờ mà lời giải của nó thì chỉ những bạn khá nó mới hiểu thôi. Còn mình không biết cách phân tích, không biết phân tích như nào. Bây giờ hình đề bài cho chúng ta là hình chóp A, B, C, D, S, A, B, C, D. Và đấy là hình bình hành. Cái này là đấy hình bình hình thường cũng vẫn đúng. Nhưng vì nó cho là hình bình hành thì mình phải vẽ đúng hình bình hành. Cái lớp 10, 11 ấy, thì bài kiểm tra nó có cả cái phần tự luận mà. Cho nên nó vất vả hơn so với lớp 12. 12 nó trắc nghiệm 100% thì nhiều khi mình không hiểu lắm, mình làm vẫn được, vẫn đúng được số. Thế thì để vẽ hình bình hành thì chúng ta vẽ các cạnh nó nằm ở trên dòng dòng kẻ của mình luôn. Sau đó đặt cái thước đây, xong là dịch chuyển thước lên trên. Đấy. Hoặc là đo được, đo để hai cái đoạn này bằng nhau được. Nhưng nói chung là đặt tốt nhất là đặt thước thước ở đây. Xong bắt đầu cầm cái tay dê dịch chuyển thước kẻ lên trên này. Cái góc ở đây thì nó dao động khoảng 40, 30 độ cho đến 60 độ nhé. Nó dao động khoảng 30 độ đến 60 độ. Đấy. 30, 60 độ. Tùy tất nhiên tùy từng bài. Rồi. A, B, C, D. S, A, B, C, D. Lấy điểm S, A đâu cũng được. Sau đó thì chúng ta lấy cái điểm trong bài này, nếu như các em lấy điểm S đây thì chúng ta nối vào đây thì gần ba những cái này nó sẽ gần như thẳng hàng, là việc chọn như thế chúng ta hỏng. Mình chót lấy như này rồi thì mình sẽ lấy cái điểm S nó lệch về bên này để mình nối xuống, thì cái đường biên ở phía ngoài này là chúng ta đương nhiên là đường liền rồi. Cái đường này thì chúng ta hình dung đây là giống như là cái mặt ở đằng trước, cho nên chúng ta nối vào đây nó sẽ là liền tiếp. Nhưng còn cái đường chỗ điểm này là không nhìn thấy, không nhìn thấy thì tất cả các đường nối với nó đều là đứt hết. A lấy động được, A đây, B đây, C đây, để đây. Cái đề bài cho chúng ta là ô giao điểm của hai đường chéo, hai đường chéo. Bài này nói về hình học bình thường cũng được. Chỉ cần giao điểm hai đường chéo, MN, P lần lượt là trung điểm của SA. Thế có phải em lấy 5 điểm thì có phải 5 5 dòng có phải chia không? M, P là trung điểm. Xong đó nó bảo chứng minh MNP thẳng hàng thì ta nối thế nào? Ta nối SO. Nó cắt ở đâu thì đó chính là. Đáng nghĩa về mặt nguyên tắc là các em phải tìm N là trung điểm của SO. Nhưng mà trong bài này nó bảo là chứng minh MNP thẳng hàng, cho nên chúng ta sẽ lấy N chính là giao điểm của MP với lại SO. Hiểu chưa? Đấy, đấy là nghệ thuật. Nghệ thuật. Quan trọng. Rồi, sau khi dựng hình xong thì có lẽ là nhiều em rất sợ môn hình, thì nói lại là ở đây những cái ví dụ của thầy nó sẽ gắn liền với định lý ở ngay phía trên, cho nên là xem rất dễ hiểu, xem rất dễ hiểu. À, bây giờ thầy đã nhắc riêng một tam giác này. Mở đây. P đây. Thế này có nhìn thấy gì không? Nối M với P. Này mà không nghĩ đến gì. Trong cái hình vẽ ở bên trái có nhận xét gì nhỉ Tuấn Minh nhỉ? MB bằng 1 phần 2 AC. Còn cái gì đâu? MB bằng Đúng rồi, trong bài này cần cái đó. Cái mà bao giờ cần MP bằng một nửa thì là dùng chứng minh nó bằng nhau, hoặc là chứng minh tứ giác là hình bình hành. Còn bài này thì chúng ta đang học về quan hệ song song, cho nên tập trung chủ yếu thứ nhất là phải là về chính là cái việc là nó song song. Đấy, thế thì như vậy là chúng ta đã chứng minh được, thì có hai cách diễn đạt nhé. Có nghĩa là tiền trả hậu tấu, tức là nói trước ta có MP là đường trung bình của tam giác SAC, giải thích lý do vì MP lần lượt là trung điểm của, tức là khẳng định trước giải thích sau, hoặc là giải thích trước khẳng định sau. À, nhưng văn của chúng ta mà pháp là của thầy, nhưng văn là của em có thể trình bày ngược lại. Đây là nói là trung bình trước, sau giải thích lý do sau nhé. Có thể nói lý do trước, ta có MP lần lượt là trung điểm của SA và SC, suy ra MC là đường trung bình. Đấy, thầy không bao giờ bắt học trò phải viết giống như thầy từng chữ một. Em đây, viết ở trên cũng được, viết ở dưới cũng đúng, câu đồng nghĩa mà. Học câu đồng nghĩa làm gì? Đúng không? Rồi, viết như trên cũng được, mà viết như dưới cũng xong.
giải thích rằng ta có ML lần lượt là MV lần lượt là trung điểm của SA và SC, suy ra MC MP. MP là trung điểm, là đường trung bình của tam giác SAC. M trung bình thì làm sao? Thì MP sẽ song song với AC một chú. Đấy, diễn đạt như trên này cũng được, mà diễn đạt dưới cũng chẳng sai. Văn của mình phương pháp thầy nói rồi, nhưng mà mình phải biết cách diễn đạt trên cũng được, dưới cũng không sao cả. Thế là xong. Chắc chúng ta chuẩn bị đoán biết là tiếp tục cái gì. Bây giờ chúng ta nhấc ra tam giác thứ hai. Nhấc cái tam giác thứ hai. Cái tam giác thứ nhất là dễ hiểu đúng không? Tam giác thứ hai thì nhấc ra nhá. Tam giác. Nếu em nào mà không hiểu, vẽ cho thầy một cái hình phụ và hiểu ngay. Cái này 10 năm sau xem lại vẫn hiểu. Này. Đây là điểm M đúng không? Còn đây là điểm gì nhỉ? Điểm N. Bên đây thì biết cái gì rồi chứ? Tiếp tục rồi chứ? À, đến đây thì trình bày thế nào nhỉ? Nguyễn Mạnh Kiên nhỉ? Ok Kiên rồi. Không bật mic à? Đến đây thì chúng ta làm hoàn toàn tương tự. Thì chúng ta sẽ tương tự. Tương tự thì nếu như chúng ta nói ở cách một trên này thì chúng ta sẽ ở dưới cũng tương tự như thế, mà hoặc là nếu nói theo cái hai ở dưới thì cũng phải tương tự như cái thứ hai. Tương tự thì chúng ta sẽ có được là M lần lượt là trung điểm của SA và SO. Trung điểm của SA và SO. Thế thì sao? Trung điểm của SA và SO suy ra MN là đường trung bình, trình bày cẩn thận sau này còn có tài liệu để mô tả. Các em cứ nghĩ bây giờ các em đang học đến bài cuối cùng là bài hai mặt song song, hai mặt phẳng song song đúng không? Chốc nữa ta sẽ thấy một bài là liên hoàn cước từ bài 2, bài 3, bài 4 luôn. Đấy. MP, MN là đường trung bình của tam giác SAO. SAO. Được chưa? Thế thì suy ra là MN song song với SO. Nhưng mà quên AO. Nhưng mà cái đường thẳng AO nó chính là đường thẳng AC. AO lại trùng AC. AO trùng AC, có hiểu tại sao không? 3 điểm thẳng hàng mà. 3 điểm thẳng hàng thì cái đường thẳng AO cũng là đường thẳng AC. Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt. Cho trước. Thế như vậy AO với AC thì đều đi qua A và O cả, cho nên nó trùng nhau là đương nhiên. Đây đấy là lý do đáng nghĩa là phải nói cả cái bài đầu nữa mới đúng. Đấy, thế thì như vậy chúng ta sẽ suy ra là MN cũng song song với AC. Đây đánh số 2. Từ 1 và 2 đối biết suy ra cái gì? Đối biết suy ra cái gì? Từ 1 và 2 và theo bản năng nó sẽ suy ra MN song song MP, thế là không điểm. Ở đây MN và MP có đặc điểm là cùng chung một điểm M. Như vậy là hai cái đường thẳng này cùng đi qua M và cùng song song với AC, cho nên nó phải trùng nhau. Bởi vì định lý gain ta viết biểu rằng là gì? Có một và chỉ một đường thẳng đi qua một điểm và song song một đường thẳng trước. Thế bây giờ có tới hai đường là MP và MN cùng đi qua M, cùng song song với AC, vậy nó phải trùng nhau. Định lý nó phát biểu thế mà có một và chỉ một đường thẳng đi qua một điểm và song song một đường thẳng trước. Bây giờ MN với MP đều song song với AC mà nó đi qua điểm M đúng không? Vậy nó phải trùng nhau chứ. Đấy, thế là bài toán được giải quyết xong. Và sau đây là đánh máy lại để cho nó đẹp. Có cách một của thầy đâu. Lộn. Đấy, đây là cách 1. Chúng ta cứ bình tĩnh, chúng ta xem cách diễn đạt. Không chỉ có bài này nhé, mà sau mà có những cái bài mà cứ nó bảo là chứng minh 3 điểm thẳng hàng ấy, thì đây là một
Phương pháp tất nhiên sẽ có phương pháp khác, tức là chúng ta chứng minh MRP nó nằm cùng nằm trên hai mặt phẳng phân biệt thì nó chính là nằm trên giao tuyến cũng được. Nhưng bài này là một cách hai đường thẳng thì nó cùng đi qua một điểm, MN và MP cùng đi qua một điểm, M và cùng song song với AC, vậy thì nó bắt buộc phải trùng nhau, nếu không thì định lý ở trên là sai. Được chưa? Rất rõ ràng. Tất nhiên thì ngôn ngữ không có thể chúng ta không đúng chính xác từng từ một chúng ta. Đấy, nhưng mà đây đây nó lần lượt là trung điểm của hai cạnh thì suy ra nó là đường trung bình, MP đường trung bình và đường trung bình thì đương nhiên phải song song cạnh đấy. Thế nhưng mà chỗ này chúng ta chút chút một chút một chi tiết nữa là AO thì lại AC lại trùng nhau, cho nên là anh MN song song với AO thì nó cũng phải song song AC. Tại sao ba cái này ba là trùng nhau? Bởi vì nó chính là giao điểm thì nó chả nằm trên AC thì đúng không? O là giao điểm của AC và BD thì như vậy là chả là như thế đúng không? Rồi như vậy câu này được giải quyết xong. Câu này bây giờ thầy đã chỉ cần bảo thay câu sau đây là chứng minh rằng MN song song mặt phẳng ABCD là thành bài 3. Đấy. Đấy, bây giờ thầy đã chỉ hỏi là chứng minh MN song song mặt phẳng ABCD là thành bài 3, tức sang cái bài đường song song mặt. Xong rồi thầy lấy thêm hai điểm nữa mà thầy bảo chứng minh mặt phẳng đấy song song mặt phẳng đấy là thành bài 4. Thấy không? Nhưng mà nó phải xuất phát từ những cái bài này, học không đốt cháy giai đoạn được. Không đốt cháy giai đoạn được. Nào, thắc mắc gì không nào? Rồi, cách 1 đã được giải quyết xong, cách thứ hai thì nó khó hiểu hơn. Cách thứ hai là dùng phương pháp như này. Tất nhiên câu đầu tiên để khẳng định lại, còn sau này kể cả là không cho là hình bình hành thì giải vẫn tương tự. Đầu tiên là ta vẫn lấy MP là nó là đường trung bình, MP song song AC. Rồi, sau đó trình bày theo cách thứ hai là như sau. Bây giờ chúng ta giả sử MP nó cắt SO tại điểm N phẩy. Cắt tại điểm N phẩy. Ủa, cách hai viết đấy. Giả sử MP cắt SO tại điểm N phẩy. Thế thì sau đó chúng ta xét cái tam giác SAO thì cái M phẩy N phẩy đi qua trung điểm M của SA và song song với cạnh đáy. Đúng gì đó, nó song song với AC thì nó chẳng song song với AO gì nữa, đúng không? Vì cách gọi của chúng ta ở đây là cái con N phẩy. Giả sử MP nó cắt SO tại điểm N phẩy. Tức là ba cái điểm thẳng hàng nhá, M, P, N phẩy. Thế thì cái M phẩy này đấy, thì rõ ràng là cái thằng MN phẩy đi qua trung điểm M của SA và song song với cạnh đáy AO. Suy ra nó là đường trung bình. Hay, cách này hay. Đường trung bình thì nó cái N phẩy nó phải là trung điểm của SO và như vậy N phẩy phải trùng với SO. Nói cách khác ba điểm M đã về thẳng hàng và nó giải quyết xong. Đã, cách này có ai mà rồi dựa vào tính chất này mà môn hình học lớp 10 và hình học lớp 12 người ta thiết lập được một dạng bài toán viết phương trình đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước, ví dụ như sau. Đây là bài lớp 10, viết phương trình đường thẳng đi qua điểm A tọa độ trừ 2, 3 và song song với đường thẳng D 2x trừ y trừ 7 trừ 5 y trừ 7 bằng 0. Đây có phải bài lớp 10 không? Đúng rồi. Không, mình không giải, mình chỉ biết như thế. Đây là bài lớp 10 đúng không? Rồi. Đây dưới đây là bài lớp 12. 2.3 là bài 12. Các em giờ chưa biết giải đâu. Từ từ đấy, cái đấy đấy. Ở trên nên là có một và chỉ một đường thẳng đi qua một điểm và song song đường cho trước, cho nên đáp số ra chỉ có một thôi. Không có chuyện là hai người ngồi cạnh nhau mỗi người giải ra một đáp số rồi. Mỗi người giải đáp số nhất khoát là hai cái đường thẳng nó sẽ trùng nhau, nhưng không chuyện mỗi người một cái khác nhé. Đấy, bởi vì có một và chỉ một mặt đường thẳng đi qua một điểm và song song đường cho trước. À, đấy là mục đích giáo đưa vào đây để em thấy được sau này làm bài. Ôi, lúc sáng làm ra một đáp số, chiều làm ra đáp số, tối làm ra đáp số khác, chết rồi. Tình huống xấu nhất là cả ba cái đều sai. May mắn là còn có cái đúng. Rồi. Đấy là ứng dụng ở lớp 10 này, lớp 12 này. Tiếp tục. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau. Cái này nghe rất quen đúng không? Rồi cấp 2 chúng ta cũng đã từng gặp bài kiểu như thế này rồi.
hai là phân biệt cùng song song đẳng thứ ba thì song song với nhau. Bây giờ trong không gian nó vẫn đúng. Rồi, sau đây sẽ là một ví dụ. Em cứ bình tĩnh, em đến gần cuối em sẽ thấy nó liên hệ từ chương, từ bài 2, bài 3, bài 4 luôn. Bài 2, bài 3, bài 4. Và trong này nó có cái bài nó lại liên hệ với cả bài 1. Chốc nữa sẽ có ví dụ để chúng ta thấy được là cái việc phải học liên hoàn cước như thế mới được. Chứ anh học riêng lẻ từng bài một, anh làm bài tập tổng hợp này không làm được. Đề bài cho chúng ta là hình chóp tam giác. Hình chóp tam giác thì thực chất nó chính là tứ diện mà thôi. Đấy. Nào, bây giờ bắt đầu mình làm câu này. Cứ bình tĩnh. Cái file này sau buổi học thì thầy giáo sẽ gửi lại cho chúng ta vào tham khảo. Nhưng mà không nên gửi đi cho những người khác lớp mình xem. Tóm lại là không gửi cho ai cả. Bởi vì sao? Bởi vì biết đâu đấy mà bài kiểm tra người ta sẽ tránh những cái bài mình đã học ở đây ra. Thế là mình thiệt thật. Có thế thôi. Những cái bài này nó có tính chất rất là kinh điển. Tất nhiên thầy những ví dụ của thầy ở đây là phục vụ trực tiếp từ định lý là áp dụng trực tiếp luôn. Còn chưa 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 làm bài nâng cao giờ phải dần dần. Nâng cao đối với chúng ta là hơi khó. Đấy. Rồi bắt đầu vẽ nhá. Vẽ này cho hình chóp SABC. SABC. Đấy. M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của SC. Như vậy đây là M. Ôi, hơi lệch con sang đây. Cái này là trông nó gần như trùng nhau. Thôi là không sao. N là trung điểm của SB. P là trung điểm của AB. Và Q là trung điểm của AC. Giờ, chưa dựng hình sẽ đã xong rồi. Chứng minh rằng MN song song với PQ. Dễ không? Rất dễ đúng không ạ? Trông thế thôi, nhiều bạn biết biết cách chứng minh nhưng mà tức là nói thì được nhưng còn trình bày vào bài thì không ổn. Trình bày vào bài là cứ thiếu đầu thiếu đuôi. Bài này thì nó cũng không khó, nó cũng không quá khó. À, thì bây giờ mình đã nhấc cái tam giác riêng ra, cái này cho nó dễ hình dung, nó cũng vẫn là sau này có gì mà gặp khó khăn là chúng ta cứ nhấc cái hình ra để chúng ta thử xem thế nào. Đây, đây là điểm M, đây là điểm nào. À, thì như vậy là đã nói đến trung điểm hai cái trở lên là phải lít hai cái trở lên hoặc là một là phải có dính quan song song. Đấy. Thế thì như vậy là MN ở đây lần lượt là trung điểm của SC và SB, cho nên chúng ta sẽ chứng minh được cho thầy là MN song song với BC. Cái này các em tự chứng minh mạnh dạn lên, phương pháp thầy vừa nói trên rồi, chứng minh cho thầy cái này MN song song BC tại sao, viết vào vở đây. Tại sao giải thích ra? Sau đó đi chứng minh tiếp cho thầy PQ cũng song song BC, tại sao giải thích ra? Đó, thầy là người chốt câu cuối cùng, viết vào bảng của mình. Nếu không hiểu thì vẽ hẳn cái hình phụ vào cho nó hiểu. Vẽ hình thế này mà không hiểu nữa thì chết. Dễ mà. Đấy, giải thích lý do là đấy không hiểu. Một câu chốt cuối cùng cực dễ luôn. Sau khi chứng minh xong ý 1 và ý 2 là ý cuối cùng rất dễ.
Xong chưa? Rất dễ đúng không? Thế thôi có gì đâu, thấy không? Bài hình lúc đầu rất là sợ, cứ dần 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 nó từ những cái bài cơ bản này nó mới phát triển ra thành những cái bài nâng cao chứ. Rồi. Như vậy đến đây là chúng ta đã xử lý được xong MN, xong xong BC, PQ xong xong BC. Đến lúc trình bày bước thứ ba thì có một số bạn là nói chưa chuẩn, cho nên là dẫn tới là không được. Dẫn tới là từ 1 đến 2 suy ra MN song song với lại PQ cái là hỏng luôn. Phải nói là hai đường thẳng phân biệt. Hai đường thẳng MNPQ phân biệt cùng song song với BC. Nhớ nó chung nhau thì làm đâu, chung nhau thì làm gì có chuyện là hai thằng song song được đúng không? MNPQ phân biệt cùng song song với BC. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song được thứ ba thì song song với nhau. Đấy. Song song PQ bài toán được giải quyết xong. Nhớ cái câu này nhé. Rất nhiều người bạn mất, nhiều bạn làm bài kiểm tra bị mất điểm vì cái tội thiếu từ phân biệt. Mặc dù nó phân biệt thật nhưng anh không nói vào là không được. Bài toán chứng minh nó là như thế. Nên nó giống như kiểu là cái mặc dù cái bút này là của mình nhưng mình anh không nói là không được, mình không nói. Anh phải khẳng định cái bút là bút của tôi, bằng chứng đây. Như này, như này, như này, thậm chí có người còn biết cả CD gì đấy. Thì nếu mình không nói ra được thì anh chưa nói được là chưa được. Nhỡ nó trùng nhau là sao? Anh đã nói đâu, anh đã viết vào bài đâu. Cái bài này gọi là giấy trắng mực đen này, viết rõ ra. Đến lúc đấy nói mồm thì tác dụng gì? Lúc đấy là anh nói sau chứ. Cái bài giải chúng ta phải ghi đầy đủ. Được chưa nào? Như vậy câu này rất dễ dàng đúng không? Xong, ví dụ 2.4. Này học cái này nhẹ, học rất nhẹ nhàng. Hình nhàn cực. Phần này nhàn. Phần này song song thì nó song song luôn. Còn về phần sau nhé, vuông góc nó chả vuông gì mà nó vẫn cứ vuông thế đều. Đấy, trình bày phải thêm cái từ là phân biệt. Nhiều bạn thiếu chữ phân biệt là không được. Rồi, bây giờ bài 2.5. Ví dụ 2.5. Ủa, nghe từ đồng bảng sợ lắm. Đấy, như vậy cái bài ví dụ 2.4 cho chúng ta một phương pháp chứng minh hai đường thẳng song song là gì? Hai đường thẳng phân biệt cùng song song đường thẳng thứ ba thì song song. Đấy, từ đầu ra được hai dạng đấy. Một dạng thứ nhất là chứng minh thẳng hàng. Dạng bài thứ hai là chứng minh song song. Vẽ hình ra phát giải ngon. Ngày xưa nhiều người nghĩ đến từ đồng phẳng sợ lắm. Đồng phẳng, đồng tức là cùng, phẳng là cùng thuộc một mặt phẳng. Thế thôi có gì đâu, cứ nhìn từ đồng phẳng là sợ. Chả có gì mà sợ. Làm nhiều là sẽ quen nhé. Đây là dạng bài thứ ba này. Vừa lại đầu tiên là ba điểm thẳng hàng này. Rồi hai điểm thẳng song song này. Bây giờ là ba điểm, bốn điểm đồng phẳng này. Nhớ ghi chép cẩn thận nhé, cái chương này về sau nó làm bài kiểm tra ấy. Bài kiểm tra giữa kỳ học kỳ 2 ấy, là nó liên quan cả từ bài 1, bài 2, bài 3, bài 4.
chứ không phải nó chỉ có giải mỗi một bài một không, là bài bài bốn cuối cùng không, mặc dù bài 4 là rơi vào cuối học kỳ 1 đầu học kỳ 2, hai mặt bằng song song, nhưng mà kiểm tra nó phải có cái chuỗi ở đằng trước. Tốc độ đây một ví dụ mà em sẽ thấy nó liên hoàn từ đầu đến cuối. Nào lại vẽ nào. Nghe đồng phẳng sợ quá. Đồng phẳng bốn cái điểm này đồng phẳng ấy là tương đương với hai cái đoạn nó với nhau, nó cắt nhau hoặc nó song song hoặc là nó trùng nhau, nhưng mà trùng nhau chắc không xảy ra rồi. Vậy chúng ta phải tập trung chứng minh song song hoặc là cắt nhau. Thế thôi, bởi vì đồng phẳng ấy là ví dụ như là hai đường thẳng A và B đồng phẳng thì nó sẽ xảy ra kịch bản là gì? Song song, trùng nhau, cắt nhau. Đấy, nó chỉ có một trong ba kịch bản này thôi. Đồng phẳng mà. Thế bây giờ mình mới xem, mình vẽ hình xem nó kịch bản nào có thể xảy ra được. Nhưng nói đi, nhiều dính nhiều trung điểm này thì chắc là với những cái việc song song mà. MNPQ lần lượt là trung điểm của AB này, BC này, CD này, DA này. Úi giời ơi. Hồi chưa vẽ xong đã thấy ra cách giải. Bây giờ đề bài bảo chúng ta chứng minh bốn điểm này cùng thuộc vào mặt phẳng. Nhớ nhé, về sau là được quyền sử dụng. Về sau là cứ thế này mà sử dụng. Biết ngày nào đồng phẳng. Cứ hai thằng. Thế bây giờ thì chứng minh nó chả khác gì bài trên. Chúng ta sẽ chứng minh MN này là nó song song với PQ thì hai là song song thì nó chẳng cùng thuộc mặt phẳng cái gì nữa. Xong rồi. Em chỉ cần chứng minh MN nó song song với PQ một phát là suy ra là bốn điểm đấy trên cùng nằm trên một mặt phẳng. Bởi vì sao? Bởi vì hai đường thẳng song song là nó đồng phẳng. Mà đồng phẳng thì là cả bốn điểm cũng nằm trên đấy cái gì nữa. Thấy không? Cứ tưởng khó nhưng cuối cùng dễ. Cái câu này nhiều người nhìn một phát là đặt bút xuống không làm nữa. Nhưng vẽ hình ra thì có gì đâu. MNPQ song song với nhau thế là đồng phẳng có gì đâu. Đúng chưa nào? Đấy, nhiều người yếu không biết gì nhìn thì từ lạ lạ. Ui dồi, từ bé là chưa nhìn nó là cả. Thế chứng minh chả khác gì bài trên, đấy là cách một. Em chứng minh được mà nào về quy nó song song nhau thì chả là đồng phẳng gì nữa, song song là nó phải nằm trên mặt phẳng, bởi vì nếu như không nằm trên mặt phẳng thì nó sẽ lại gì ạ, nó lại là gì ạ, lại là chéo nhau, không đúng. Đây là chứng minh song song rồi mà, song song với nhau này, song song với nhau thì suy ra chung đồng phẳng này, như vậy là bốn điểm này cùng thuộc mặt phẳng. Cách một được giải ngon lành, cách thứ hai thì hơi khó hơn một chút. Cách hai thì đâu gửi cho các em, những bạn nào khá đọc thêm. Đó, chụp thì tao gửi. Cách một tất cả là hiểu rồi đúng không? Đấy, như vậy là nó thay đổi câu hỏi đi. Vừa nãy thì bảo là song song, bây giờ nó thay đổi câu đọc phẳng. Thì yếu bóng vía là sợ. Thế còn không yếu bóng vía thì có cái quái gì đâu. Đồng phẳng thì suy ra cùng thì chúng ta lại chứng minh được cái chuyện. Hệ quả nếu hai đường hai mặt phẳng lần lượt đi qua hai đường thẳng song song thì giao tuyến nếu có của chúng phải song song hoặc trùng một trong hai đường thẳng đó. Đấy. À, bây giờ chúng ta sẽ làm một ví dụ 6.2.7. Bài này nhìn kinh hồn. Xin mời ví dụ 2.7.
Xin mời. Bài này nếu chúng ta nhìn kỹ chúng ta thấy nó đúng là cái ví dụ trong buổi tuần trước rồi, đúng không? Đấy, ê, xin này đúng luôn. Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là hôm nay chúng ta sẽ trình bày cách khác. Đầu tiên thì phải nói lại cái cách giải thứ nhất trước của nó như sau. Vẽ hình này. Cái này phải cố gắng nha. Thế mà chúng ta mới thấy được. Bắt đầu từ bài 2 thì bài tập nó dễ hơn bài 1. A, B, C, D. K là trung điểm của A, B. L là trung điểm của B, C. N thuộc vào đây. Sao cho CN bằng 2ND. Rồi. Bây giờ yêu cầu là gọi P là giao điểm của AD với lại mặt bằng K là đây là giải theo cái bài bài 1 trước. Bài 1 trước. Thế đối với bài 1 thì chúng ta chỉ giải bằng cách như này. Là từ L chúng ta nối KL với N kéo dài đi, kéo dài đi sau đây nó cắt tại điểm Y thì cái hiện tại giờ DI là đường liền nhưng mà sau khi sau đó đến đây rồi nhé, đấy cách dựng giao tuyến ấy. Dựng giao điểm giao tuyến như này sau đó nối Y và K, Y và K như này thì nó sẽ cắt, nó cắt tại cái điểm này là điểm P, thì lúc đấy ở trong này nó edit khi nối vào đây nối N với P vào thì cái ở trong này đứt đứt tiếp thì là mới khó xử đấy. Thì bình thường ấy thì là chúng ta giải theo phương pháp cũ thì là ta phải nhấc cái hình này riêng ra, không dễ đâu. Cách nhấc hình là hình nó dạng như thế nào mà nhấc đúng như thế, đúng thứ tự như thế thì nó mới không bị nhầm. Rồi, đây là trung điểm đây. Con này, con này bằng 2 phần 3 này. Kéo xuống đây. Kéo xuống đây. Đấy. Trong một số tài liệu thì nó sử dụng định lý Mele-Lawitz. Mele-Lawitz. Tìm Pháp rồi. Nhưng mà vấn đề đặt ra là trong chương trình phổ thông của em không học, cho nên sử dụng định lý Mele-Lawitz là không được. Vậy thì làm cách nào? Thì chúng ta làm như sau. Ta dùng một thủ thuật như này là xong. Thủ thuật thế nào nhỉ? À đây. Từ cái điểm D này chúng ta kẻ một cái DE. Kẻ DE song song với lại KI và cũng đồng thời là KN. Thì lúc đấy có sự kiện gì xảy ra? Em sử dụng cái tính chất sau đây. Tính chất đó là định lý Pallet trong tam giác CN trên ND. CN trên ND thầy tô đỏ dần nha. CN này trên ND này sẽ bằng CK chia cho KE. Đúng chưa? Dùng tam giác đồng dạng được mà dùng định lý Pallet được. Nếu một cái đường thẳng mà nó song song một cạnh đáy thì nó sẽ chia ra hai cạnh những cái đoạn thẳng tương ứng tỷ lệ, mà nó cắt cái đoạn thẳng, cắt hai cái cạnh thành bên này thành những đoạn thẳng tương ứng tỷ lệ CK chia cho KE bằng CN chia cho ND bằng 2. Như vậy từ đây chúng ta sẽ suy ra được, nhân chéo lên chúng ta sẽ suy ra được là CK bằng 2 lần CE. Nhưng mà các em nên nhớ là CK nó cũng bằng BK, bởi vì đề bài cho chúng ta K là trung điểm. Như vậy là BK thì bằng 2 lần KE bằng CE. Ô chết, nhầm. KE. Như vậy là BK bằng 2 lần KE thì có phải là cái con E này là trung điểm. Trung điểm. Trung điểm. Rồi, bây giờ mình áp dụng vào tam giác BKI. BKI. Áp dụng vào tam giác BKI. Thì sự kiện gì xảy ra?
cái thằng ED nó đi qua trung điểm của BK và nó song song ngay cạnh đáy thì nó phải là đường trung bình. Ở trong kia thầy nó đánh máy rồi, bây giờ thầy nó nói để chúng ta hiểu. Cái đường thẳng ED nhé là đi qua trung điểm E của cạnh E của BK và song song ngay cạnh KI, cho nên nó phải là đường trung bình. Suy ra D là trung điểm. D là trung điểm của BI. D là trung điểm của BI, như vậy hai đoạn này bằng nhau. Hai đoạn này lại bằng nhau tiếp. Cho nên nếu như ta nối A với lại EI ấy, thì cái đường IK và đường AD là đường hai đường trung tuyến. Hai đường trung tuyến thì cắt nhau tại trọng tâm của tam giác. Như vậy G là trọng tâm, à quên, P là trọng tâm. Suy ra là PA chia cho PD sẽ bằng 2, và bài toán được giải quyết xong. Đấy là giải theo phương pháp của cái bài 1. Tức là đại cương về đường thẳng và mặt phẳng. Rất dài, đúng không? Đấy. Đấy là cách giải thứ nhất. Chứ còn một số tài liệu nó bảo là giải theo định lý Mê-Lê-La-Huýt là không được. Mê-Lê-La-Huýt là chúng ta nằm ngoài chương trình. Về sau cứ những cái câu mà nó dính như tỷ lệ như này thì là một, chúng ta phải sử dụng cái kỹ thuật kẻ thêm đường phụ. Kẻ thêm đường phụ. Hai là chúng ta phải liên quan đến địa lý Pallet. Rồi. Như vậy là gợi ý ở trên chúng ta đã xử lý xong. Bây giờ bài này mà hỏi khó hơn ấy, người ta hỏi tính cái tỷ lệ của PN chia cho KL. Câu này là đầy người chịu chết, chịu cứng. PN chia cho KL. Lúc đấy chỉ có một cách là giải theo xoắn một. Không, không cần. Giải theo bài này cũng vẫn được. Rồi, cái này thầy giáo sẽ hướng dẫn cái cách này sau, cái cách mà giải cái câu mà thầy hỏi thêm sau. Bây giờ tiếp tục quay trở lại cách thứ hai. Cách một là giải theo bài một. Cách một ở đây nhưng mà lại là cách hai trong thầy đánh máy này. Đấy. Còn dựa vào bài ngày hôm nay để học thì chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên là chúng ta chứng minh KL song song AC. Cái này thì ai cũng hiểu, đường trung bình mà. Thế thì hai cái mặt phẳng phân biệt này này, KLN và ACD lần lượt đi qua hai đường thẳng song song. Hai mặt phẳng phân biệt lần lượt đi qua hai đường thẳng song song thì giao tuyến nếu có phải song song với hoặc trùng với giao tuyến, trùng với lại một trong hai đường đó. Nói lại nhé, chậm này. KLN ACD lần lượt đi qua hai đường thẳng song song. Cái định lý ở trên ấy là hai mặt phẳng lần lượt đi qua hai đường song song thì giao tuyến nếu có của chúng song song hoặc trùng với một trong hai đường thẳng đó. Đúng chưa? Thế nhưng mà ở đây thì chắc chắn nó có giao tuyến bởi vì nó có một điểm chung là N rồi. Em nhìn nhé, KLN rõ ràng là đi qua điểm N. ACD cũng đi qua điểm N. Như vậy chắc chắn nó có điểm chung rồi mà hai mặt phẳng này lại phân biệt. Cho nên kiểu gì nó cũng khác nhau. Đúng không? Đấy. Hơn nữa là cái điểm N này nó không thuộc vào AC. Cho nên nói luôn thẳng vào bài là giao tuyến của chúng là đường thẳng đi qua N và song song AC. Cho nên chúng ta không vất vả như vừa nãy đâu, mà chúng ta chỉ việc từ điểm N này các em kẻ đường thẳng song song với AC, nó cắt cái đường thẳng AD ở đâu, đó chính là điểm B. Đấy. Mồm nó nói hơi dài thế này nhưng mà thực ra nó chính là gì ạ? Từ điểm N em kẻ đường thẳng song song với AC, nó cắt cái AD ở đâu, đó chính là điểm B nha. Sau đó áp dụng định lý cho Talet trong tam giác này mà phát ăn ngay. Bây giờ thầy giáo sẽ nhấc cái hình ra xong thầy giáo vẽ xoay lại cái hình để các em nhìn ra. Tại sao lại nhìn phát ăn ngay? Cách thứ hai hay hơn cách thứ nhất nhiều. Cái hình vẽ nó hơi thừa, râu ria ở ngoài, thực ra không cần. Không cần cái râu đấy. Nào, nhìn rõ chưa nào? Đọc từng câu một xem hiểu chưa nào? Câu thứ nhất đã hiểu.
Câu thứ hai dựa vào định lý thì nó vừa nói là hai mặt phẳng phân biệt lần lượt đi qua hai trục song song, giao tuyến nếu có của chúng phải song song hoặc trùng với một trong hai đường thẳng đó. Nhưng tại sao bài này là chỉ nói là song song với AC mà không nói trùng AC? Bởi vì cái con N này, nó có nằm trên AC đâu mà nó trùng. Hiểu chưa nào? Rồi, đấy chính là cái định lý vừa đấy. Thế sau đó thì cái con P này làm thế nào? Bởi là thực chất là kẻ cái đường thẳng đi qua N và song song với AC, nó cắt ở đâu đó chính là P. Hiểu chưa? Nhưng ở đây thì nó viết hơi dài một tí. Thực ra cái điểm P là xác định là gì? Đường thẳng đi qua N và song song với AC, cắt AD ở đâu đó chính là điểm P. Thế còn bây giờ tại sao lại có cái định lý Ta-lét này? Bây giờ thầy nó xoay hình đi cho các em nhìn thấy. Đây là điểm D, đây là điểm A và đây là điểm C. Rồi, đây là điểm N và đây là điểm P. Em dùng định lý Ta-lét thì dùng và dùng tam giác đồng dạng nó ra mà. Như vậy là NC, đây, phải auto màu đen nhé. NC trên ND thì có phải bằng PA trên PD không? Thì như vậy tỷ số bằng 2 chưa? Đề bài nó cho rồi mà. Cái tỷ số này đấy. Tỷ số này đề bài cho rồi. Cái này gấp đôi cái kia chỉ chia nhau chẳng bằng 2. Đúng chưa nào? Bài toán xong. Thế bây giờ có em đang thắc mắc nếu như mà NP chia cho NK bằng bao nhiêu thì câu trả lời thế này rất đơn giản là các em sẽ tính được cho thầy NP chia cho AC bao nhiêu thì ra. Mấy lần? Mấy phần đố biết vẽ này có vẻ vẫn nhìn chưa ra đúng không? Bây giờ thầy bảo chia đúng tỷ lệ thì em sẽ biết. Đề bài cho là NC bằng 2 lần ND nhé. Bây giờ mà hỏi NP chia cho AC sẽ bằng bao nhiêu? 1 phần 3 đúng chưa? Đấy. Như vậy là cái NP chúng ta nhìn trong hình chúng ta sẽ nó thấy là 1 phần 3 của AC. Trong khi đó KL lại bằng 1 phần 2 của AC. Bây giờ thì biết tỷ số của chúng rồi chứ. Lấy cái trên chia cái dưới nó ra đây mà. Đấy là tuyệt kỹ. Có gì đâu. Ôi hay quá. Chẳng NP bằng 1 phần 3 của AC còn gì nữa. Nhìn hình thấy biết còn gì nữa. Đây là chia 3 phần này. Cái ANC bằng 2 lần ND. NC bằng 2 lần ND. Đấy, tức là cái đoạn ngắn này sẽ bằng 1 phần 3 của cái đoạn dài này. ND chia cho DC sẽ bằng PN chia cho AC. Đây là tam giác đồng dạng mà ra đấy. Tam giác phía trên đồng dạng với tam giác phía dưới đấy. Nhìn thấy chưa? Rồi, đấy là câu hỏi nâng cao này. Dần dần nó sẽ quen xong. Nhưng mà rõ ràng cách giải thứ hai là dễ hơn cách giải thứ nhất. Cách giải thứ nhất dạy dựng hình tép hở. Nhưng mà trong này thì thầy lại xếp ngược lại. Thầy xếp ngược lại cách 1 là viết liền thì là áp dụng định lý. Rồi, như vậy là chúng ta đã xong được tóm tắt với phần 1 à phần 2. Sau đây là sẽ sang phần 3. Đường thẳng và mặt phẳng song song. Tóm tắt định lý và cả ví dụ luôn đấy. À, chúng ta biết rằng là khi người ta cho đường thẳng và mặt phẳng thì có 3 vị trí tương đối căn cứ vào cái số giao điểm. Nếu như nó có một điểm chung, không có điểm chung nào thì giao nhau sẽ bằng rỗng và như vậy đường thẳng sẽ song song mặt phẳng. Nếu như chúng có một điểm chung duy nhất thì là nó cắt nhau và nếu như nó có hai điểm chung phân biệt trở lên thì đường thẳng A sẽ nằm trên mặt phẳng P. Chúng không được dùng từ đường thẳng chung với mặt phẳng đâu nhé. Hai đối tượng khác nhau không bao giờ được dùng từ trùng. Đấy, lưu ý chi tiết như vậy. Có một số bạn là cứ dùng từ trùng là không đúng đâu. Hai đối tượng khác nhau không bao giờ được dùng từ trùng. Ví dụ như điểm trùng với điểm thì được, đường trùng đường thì được, nhưng mà đường thẳng mà bảo trùng với mặt phẳng là không được. Đây, ba vị trí tương đối. Vậy có ba vị trí tương đối mà muốn đặt câu hỏi trắc nghiệm thì làm thế nào được? Thì đương nhiên phải cài vào loại khác, chọn mệnh đề đúng mệnh đề sau, hoặc là
cắt đường thẳng song song mặt phẳng, đường thẳng nằm trên mặt phẳng, đường thẳng cắt nhưng không vuông và cuối cùng là vuông thì mới cố tình tạo thì sẽ ra được bốn phương án. Cắt nhưng không vuông, vuông sẽ học ở chương 3 nhé. Rồi, tính chất. Nếu đường thẳng A không nằm trên mặt phẳng P và song song với một đường thẳng nào đó của mặt phẳng P thì A song song với P. Khi áp dụng định lý này mà rất nhiều bạn làm nhầm. Tức là phải có một chi tiết này đó. Thứ nhất là đường thẳng A này phải không nằm trên mặt P. Đấy, phải không nằm trên. Thứ hai là nó song song một đường thẳng nào đó trên mặt phẳng P thì nó mới song song mặt phẳng. Khi áp dụng chúng ta thường là chúng ta viết thiếu điều kiện. Cho nên dẫn tới là chúng ta rất hay bị mất điểm trong bài hình. Em thường mất bài điểm trong bài hình ngay từ hồi thi lớp 9 và 10 cũng mất điểm đúng không? Đấy, chị sao? Mất mất nhiều lần là khác. Thì là mình mệt. Rồi, bây giờ sẽ xét vào ví dụ. Em nhớ nhá, nhất rất nhiều bạn mà chỉ dùng mỗi cái chỗ thầy giáo bôi vàng và ra kết luận là ăn không điểm ngay. Màu vàng chưa đủ, còn phải có một cái con này đằng trước này. Này. Khi làm không chặt chẽ rất dễ bị mất điểm vì các em không biết phân tích trên hình. Nào, ví dụ có phải là chúng ta nhìn cái câu này là ở bài trước đúng không? Đó, câu này ở bài này đúng không? Nó chốc nữa mặt song song với mặt là thành bài 4. Đấy, thầy dạy nó liên hoàn như thế. Em cứ nắm được cơ bản từ dần 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 thì sẽ rõ ràng. Rồi xin mời vẽ hình ra. Làm ngon lành tưởng cái gì đâu, đơn giản. Cái hình ở chương 3 của em thì bài đầu tiên rất là dễ nhưng mà mấy bài sau thì lại khó bởi vì nó là liên quan quan hệ vuông góc không hề vuông mà vẫn bảo là vuông thì là mình sợ. Bài đầu tiên là chịu khó một chút thì là rất đơn giản. Rồi đề đấy vẽ ra chứng minh được ngay rất dễ nhưng mà phải cẩn thận không là bị mất điểm. Bài này ai cũng làm được. Nhất là câu A, câu B. Xin mời. Trông thôi nhá, sắp nhảy sang bài 3, sắp nhảy sang bài 4 rồi. Nó phải những cái bài cơ bản mình nắm thật vững, sau này làm bài nâng cao mình vẫn cần hết.
Bắt đầu đi, bài này dễ chịu đúng không? Đúng rồi, ở trong sách giáo khoa của em thì cái phần bài tập của nó cũng không nhiều, trừ cái bài một xoắn một thì nó có 10 bài tập, xoắn hai xem nào, xoắn hai nó cũng 3 bài tập, xoắn ba cũng có 3 bài tập đấy. Nhưng mà nó hỏi thiết diện thì chúng ta tìm nó hơi khó. Xoắn bốn thì dài, học mấy buổi mới xong. Xoắn bốn cũng chỉ có 4 bài tập nhưng mà các thầy cô giáo là tán lại rất nhiều bài để chúng ta xử lý. Mà nó chịu lựa chọn nhiều câu quá. Đây, hôm nào có một số bài trong này mà giải của vector từ cực nhanh, ta không tin đúng không? Hôm nào thầy giáo chỉ xem có bài làm vector nhanh vài dòng là xong, trong khi làm hình bình thường toát mồ hôi. Nào lại vẽ xem nào, tứ diện. A, B, C, D, M, N, lần lượt là trung điểm của A, B, C. Ui rồi dễ thế. Nhưng mà trình bày cẩn thận mất điểm nhé. M, N, song song B, C. Câu này ai chả làm được? Câu A ai chả làm được? Có hai cách diễn đạt nha, thầy nói rồi đấy nha. Mạnh dạn lên, có nói trước. Ta có M, N lần lượt là trung điểm của A, B, A, C. Cái này theo giả thiết. Suy ra MN là đường trung bình. Thầy nói xin lỗi, thầy nói viết tắt. Mà làm bài kiểm tra không được viết tắt đâu nhé. Trung bình của tam giác, đúng là đọc ấy, phải là tam giác ABC, đọc đúng cái đỉnh ở trên trước. Mà là đường trung bình thì đương nhiên nó phải song song cạnh đáy thôi. MN song song với BC. Rồi. Hoặc là dùng nghịch lý internet đảo nữa, là đi internet đảo. Thằng này chia cho thằng này bằng một, bằng thằng này chia thằng này cũng bằng một, ta lét đảo cũng được. Mà nói được trung bình thì dễ hiểu hơn. Ừ đúng rồi, nếu mà nó lệch lên đây ba mà lên đây ba thì rõ dùng dùng ta lét đảo thì đó, đúng không? Rồi, câu này hay rồi, câu này không nào chế là câu khác, không là lấy trung điểm nữa thì phải dùng ta lét đảo. Như vậy là MN song song với BC, MN song song BC là câu A được giải quyết sau, thế thôi. Hoặc là trình bày ngược lại nhé, giải thích song song, giải thích đường trung bình trước, lý do tại sao. Câu B thì là ta có MN song song với BC, một số bạn viết là BC nằm trong mặt bằng BCD, là suy ra MN song song mặt bằng BCD thì là không điểm luôn tức thì. Như thế này chưa đủ được để suy ra được là MN song song mặt bằng BCD, như thế này giáo viên dẫn tay là cho không điểm ngay. Chưa đủ, chưa đạt yêu cầu. Chốc có thể cho bạn xem. Nếu như hai cái này chưa phải thêm một chi tiết nữa là MN phải không thuộc vào mặt phẳng BCD. Đây là cái mà rất nhiều người thiếu và các bạn ở trên lớp thường hay bị mất điểm ấy. Môn hình chính là vì cái tội ghi thiếu điều kiện. Thế lại bảo là thế đường nào mà MN đã trở thành BCD, đúng rồi, chứng minh như thế rồi nhưng anh phải nói thế nào, nó giống như là cái tài sản này là của mình nhưng mình phải nói thế nào là của mình, chìa ra bằng chứng ra chứ không bảo là cái này là của tôi, cứ bảo cái này là của tôi nhưng lấy gì là bằng chứng đấy. Thì mới đã anh bảo là đúng rồi, công nhận cái này, cái kết luận của cái bài toán chứng minh bao giờ nó cũng đúng, kết luận của bài toán chứng minh bao giờ nó cũng đúng, vấn đề là mình phải diễn đạt thế nào để dẫn cái đúng đấy và đúng nhất, nhưng mà thiếu cái kia là không được. Cái chỗ này là rất hay thiếu, rất hay thiếu. Còn thầy còn các em làm bài kiểm tra cứ anh nào chủ quan học hời hợt rất hay thiếu này, phải đi cái đấy vào mới được. Bây giờ thầy sẽ lấy một ví dụ mà nếu chỉ nêu hai cái đằng trước là sai biết nhẹ. Thầy lấy đúng luôn cái hình ấy nhá. Nào, MN, bài toán này được giải xong không? MN, song song BC, rồi nhất trí. BC nằm trong mặt phẳng ABC, chết chưa? Nào, nếu đúng như theo cái tiếp như trên thì có phải là mình suy ra là MN nó song song mặt phẳng BCD à, ABC nếu theo đúng cái tiếp như trên thì nó suy ra là MN song song ABC à? Cái này là sai bét nhàn gì đó, song song đâu mà song song,
nó nằm trên đấy chị. Nhìn lại đây, thấy chưa? Bây giờ thấy thiếu điều kiện là sai chưa? Phải nêu đủ. Nêu đủ. Bài này này, nó vi phạm điều kiện này này, nó vi phạm điều kiện này. Là cái con BC, cái con MN này nó phải không nằm trên cái mặt này đúng được. Nó vi phạm điều kiện này này. Đấy. Cho nên là hết sức cảnh giác, làm bài tập chứng minh những kết luận của nó bao giờ cũng đúng. Nhưng anh ghi thiếu điều kiện, giáo viên chấm chặt có quyền không cho không, không cho điểm. Nên rất nhiều bạn hay đi làm bài kiểm tra hết kỳ hoặc là thi vào 10 vì cái tội là viết thiếu điều kiện. Nó giống như là một hình bình hành có một góc vuông thì là hình chữ nhật, nhưng anh mới chứng minh là hình bình hành, anh đã suy ra là hình chữ nhật là không được. Được chưa? Đấy, một cái dưới thấy nhá, em thiếu điều kiện mà sai luôn đúng không? Nên là phải ghi cho đủ, bài toán chứng minh bao giờ kết luận đúng mà. Như vậy bài toán này đã trình bày xong. Đấy, trình bày ngắn gọn thôi, nhưng mà cái chỗ này là hay quên nhất. Suy ra, gõ nhầm thành duy ra. Suy ra, suy ra. Thầy giáo đánh máy nhanh, tốc ký. Suy ra, suy ra, suy ra. Nó không phải là file Word đúng nhỉ? Suy ra đây, nó không phải là file Word nhưng mà cứ phải dạy lên, may ra mình để ý như thế. Đấy, đây là một cái mà nói rằng là anh chỉ ghêu hai cái kia. Như vậy nếu như mà chỉ có đường thẳng A song song với đường thẳng B và đường thẳng B nằm trong mặt phẳng B thì chúng ta chưa thể suy ra được là A song song P. Đấy, sử dụng chính định nghĩa trên, MN song song BC, BC lại nằm trong mặt phẳng ABC, chúng ta không thể suy ra được MN song song mặt phẳng ABC. Vì sao? Bởi vì là MN nằm trong mặt phẳng ABC. Đấy. Thế thì như vậy nếu như mà chỉ có hai cái này thì chúng ta suy ra cái gì? Nếu như chẳng chỉ có hai cái này thì chúng ta chỉ có thể suy ra được là chỉ suy ra được là đường thẳng A song song với P hoặc đường thẳng A nằm trên mặt phẳng P mà thôi. Đấy, tức là học cái phần này các em thấy cái tiếp cận của bài học nó khác với lại tiếp cận ở trên lớp đúng không? Tiếp cận cách khoa khác hẳn, cách tiếp cận của thầy nó khác hẳn. Bây giờ mình lấy một điểm A nào đó trên đường thẳng A nhỏ thì sẽ xảy ra một trong hai khả năng sau đây. Thứ nhất là điểm A nằm trên mặt phẳng P thì chắc chắn đường thẳng A không thể song song với P được bởi vì nó đã có điểm chung rồi. Mà nó không thể song song được thì nó phải nằm trên thôi, chả có gì cả, phương pháp loại trừ mà. Kịch bản thứ hai xảy ra là nếu A mà thuộc không thuộc vào P thì chắc chắn A không thể nằm trên mặt phẳng P được, bởi vì nếu như đường thẳng A mà nằm trên mặt phẳng P thì tất cả các điểm nằm trên A đều nằm trên P, đây lại có điểm không nằm trên là không được. Đấy, do đó mà nó không nằm trên thì bắt buộc nó phải song song. Đấy, cái chỗ này là cái mình phải tập cách phân tích như thế này để sau này mình làm bài tập nó mới tốt được. Phân tích các tình huống xảy ra, không là chúng ta học hình chỉ một cách là hời hợt, một hai tuần sau là quên hết, đến lúc hôm nào ôn thi lại ôn lại từ đầu và lại vẫn lại như mới, chết già. Được chưa? Rồi, tiếp theo. Nếu đường thẳng A song song mặt phẳng P thì mọi mặt phẳng Q chứa A mà cắt P sẽ cắt theo một giao tuyến song song A. Rồi, đây chính là một ví dụ, chính là cái bài vừa đấy.
vẫn là bài vừa đấy nhưng mà trình bày một cách khác một chút. Đây, chúng ta nhìn thấy nó cắt hẳn cái đoạn cuối đi. Cắt hẳn cái đoạn cuối của hình. Nha. Vẫn là cái đề bài vừa nãy. Nhưng mà nhìn cách diễn đạt khác nhé. Đầu tiên là ta có KL là đường trung bình của tam giác ABC, BAC, cái này rõ rồi, ai cũng rõ. Suy ra KL song song AC, đúng rồi. K không thuộc vào mặt phẳng CAD. Quá đúng. Mà AC lại nằm trong mặt phẳng CAD, suy ra K là song song với ACD. Đây là phương pháp chứng minh đường song song mặt đấy nhá. Có hai cách diễn đạt tiếp. Cách diễn đạt thứ nhất là ở trên mình vừa nói rồi, là mặt phẳng KLN chứa đường thẳng KL và có một điểm chung với mặt phẳng CAD. Nhớ là hai mặt phẳng này nó cái KL nó song song AC nhé. Cho nên là do đó chúng cắt nhau theo giao tuyến là một đường thẳng đi qua N và song song AC. Chính là theo cái định lý của đấy đấy. Bởi vì cái thằng KL nó song song mặt phẳng CAD mà. Thì cái mặt phẳng KLN chứa KL thì nó sẽ phải cắt cái anh này theo giao tuyến là song song đấy. Đấy. Như vậy đường thẳng này cắt đường thẳng AD tại điểm nào đó chính là điểm P. Đấy là cái diễn đạt thứ nhất là dùng cái định lý của đấy. Còn cách diễn đạt thứ hai thì nếu cái định lý của đấy các em khó nhớ thì dùng cách diễn đạt thứ hai. Hai mặt phẳng KLN và ACD phân biệt lần lượt đi qua hai đường thẳng song song KL và AC. Chúng lại có cùng điểm chung N không thuộc vào đường thẳng AC. Do đó chúng phải cắt nhau theo giao tuyến là đường thẳng đi qua N. Chung điểm nào thì đương nhiên phải đi qua điểm đấy và song song AC. Đường thẳng này cắt AD tại điểm nào đó chính là điểm P. Còn tỷ số thì chúng ta theo định lý Thales giống như vừa nãy. Đấy. Tức là so với cách diễn đạt vừa nãy thì có hai cách. Một là đây. Cái này là cái mới, còn cái này là giống như cái cũ ở trên. Em nhìn thấy thầy giáo cắt là không cần phải kéo dài nữa đúng không? Đấy, bài xoắn một, cái bài đầu tiên ấy, đường thẳng đại cương với đường thẳng mặt phẳng thì chúng ta phải kéo dài ra. Kéo dài ra. Rồi sau đó rồi tìm rồi chia tỷ lệ toát hết mồ hôi ra nó mới ra được đúng không? Kẻ thì đường bộ đúng chưa? Nhưng bài này không cần. Bài này không cần. Đấy, chúng ta dùng định lý Thales trong tam giác mà phát ngay. Sao lại nghĩ ra thế? Bởi vì ở đây nó có liên quan đến vấn đề song song. Song song thì là một là phải gắn liền đến tỷ lệ và tỷ lệ đây thì nó gắn liền đến Thales, có thế thôi. À, có gì cả. Rồi hệ quả. Hệ quả một là một đường thẳng song song một mặt phẳng thì nó sẽ song song một đường thẳng nào đó trong mặt phẳng. Cái này thì hiển nhiên rồi. Tức là gì, nếu như đường thẳng A mà song song bằng P thì sẽ tồn tại một đường thẳng B nó nằm trong mặt phẳng P sao cho A song song B. Tại sao thầy giáo phải đưa cái này vào? Bởi vì có thể là có câu hỏi trắc nghiệm của các em là chọn cái phương án đúng cho nên là phải đưa vào. Đấy. Chứ nếu như mà như học tự luận bình thường trước là thầy giáo không dẫn cái câu này đâu. Cái đấy nó là hiển nhiên nhưng phải đưa vào cho các em bởi vì là nó liên quan vấn đề tự luận à trắc nghiệm. Chọn phương án đúng không biết giải thế nào. Nếu một đường thẳng A mà song song bằng P thì chắc chắn sẽ có một cái đường thẳng nằm trong mặt bằng P để cho nó song song. Rồi, hệ quả 2, hệ quả 3. Nếu một hai mặt phẳng phân biệt cùng song song một đường thẳng thì giao tuyến nếu có của chúng song song một đường thẳng đó. Đấy, cái này tạm thời thầy chưa lấy một ví dụ nào cả, thầy để đấy mà sẽ bổ sung sau. Tiếp tục, nếu hai đường thẳng A và B chéo nhau thì qua A có một đường thẳng đó có một và chỉ một mặt phẳng song song với đường thẳng thẳng B. Cái này cho chúng ta cung cấp cách thứ năm để xác định mặt phẳng cho hai đường thẳng chéo nhau, khi đó sẽ có một và chỉ một mặt phẳng đi qua đường thẳng này và song song với đường thẳng kia. Năm cách rồi đấy. Hôm trước là học ba cách, hôm nay có hai cách nữa là năm. Sợ nhỉ? À, bây giờ là mục tư, đây chính là mục chúng ta đang học ở trên lớp bây giờ đúng không? Có lớp thì vừa mới học xong, có lớp thì đang học dạo. Nó phải liên kết kiến thức ấy. Cho hai mặt phẳng P và Q căn cứ vào số đường thẳng chung của hai mặt phẳng thì ta có các trường hợp sau. Trường hợp thứ nhất là hai mặt phẳng P và Q không có đường thẳng chung nào cả, giao nhau bằng rộng, tức là song song. Trường hợp thứ hai là có một và chỉ một đường thẳng chung thì là cắt nhau theo giao tuyến là đường thẳng. Thứ ba là có nhiều đường thẳng chung trùng nhau.
Còn cái này có thể xét vị trí là có một không có điểm chung nào cả thì là song song, có hai điểm chung, có ba điểm chung không thẳng hàng thì là sẽ trùng nhau, mà có một điểm chung duy nhất thì nó là cắt nhau. Điều kiện để hai mặt phẳng song song, đây chính là phương pháp chứng minh hai mặt phẳng song song. Nếu mặt phẳng P chứa hai đường thẳng A và B cắt nhau cùng song song mặt phẳng Q thì P song song với Q. Đấy. Đây chính là phương pháp chứng minh mặt song song với mặt. Nhá, từ nãy giờ là chúng ta có mấy phương pháp chứng minh nhỉ? Đường thẳng song song đường thẳng có mấy cách rồi. Xong là đường song song với mặt. Bây giờ là mặt song song với mặt. À, đây là phương pháp phổ biến à, chúng ta sẽ dùng. Ví dụ bây giờ chúng ta nhìn bài ví dụ này chúng ta mới thấy được liên hoàn không? MN song song BC là câu hỏi ở bài 2. MN song song với BCD là câu hỏi ở bài 3. MNP song song với BCD là câu hỏi ở bài 4 hiện tại. Đấy, nó có cái sự kết nối chứ nó không riêng biệt. Nó không riêng biệt. Trong cái chương này chúng ta có 5 bài, tất cả trên lớp các em đang học bài số 4 và hai mặt phẳng song song. Thế còn phép chiếu song song nó chỉ khẳng định lại những cách vẽ hình và rồi tính diện tích, diện tích. Đấy, thì, diện tích của cái hình như thế nào, tỷ lệ ra sao thì nó là dựa vào định lý Thales các thứ. Nó thống nhất một số cái quy tắc vẽ hình biểu diễn. Thế thôi, chứ còn về mặt cơ bản ấy là học hết soát năm là cũng gần hết rồi. Gần hết cái chương rồi. Nên là bài tập thì hơi khó. Nói chung là hình của lớp 11 nặng. Chúng ta phải cố gắng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chứng minh câu này. Ở đây thì thầy chưa có lời giải, nhưng mà nó dễ thôi. Không có này gì cả. Thực ra câu A, câu B, câu C, câu D là chúng ta làm ngon lành rồi. Chỉ có mỗi cái câu câu E thì là chúng ta chưa làm. Cứ tưởng khó nhưng không vấn đề gì. Đấy, thấy không? Nó liên kết. Và đây mới là mấu chốt chúng ta cần nhất, đang hướng tới một bài tổng hợp chứng minh đường vuông góc với đường, à quên, đường song song với đường, đường song song với mặt, cuối cùng là mặt song song với mặt. Không đốt cháy giai đoạn nào, đúng không? Đến bây giờ chúng ta bắt đầu mới vỡ ra và chúng ta mới hiểu mục đích tại sao phải nhắc lại từ đầu, đúng không? Có những bài tập nó liên hoàn cước, anh không làm đoạn đầu làm sao anh hiểu đoạn cuối. Đây ví dụ như bài này của thầy à, không nhắc lại có đoạn đầu đoạn cuối của làm được khối à. Tất nhiên nha, bài này tôi có thể không lấy là trung điểm, nó tít đi trên để chứng minh cũng tương tự, nhưng mà lúc đấy dùng Thales đảo. Ô, câu này hay nhỉ, đúng rồi, mình phải chế ra mấy câu tương tự để cho các đồng chí làm. Trung điểm là câu hỏi dễ nhất, nhưng nó bây giờ nó lấy lệch lên trên, nó lấy lệch trên thì chúng ta sẽ dùng Thales đảo nhé, định lý Thales đảo. Trên một hình học, trên một mặt phẳng các kết quả đã biết đều đúng mà, kết quả là hình học phẳng đều đúng, cho nên có thể dùng định lý Thales đảo trong mặt phẳng. Nào, câu thứ nhất, MN song song BC có dễ không? Quá dễ dàng đúng không? Sử dụng tính chất đường trung bình, bài này thì dùng đường trung bình nữa nhá. Ừ, đấy, câu đấy hay. Nào, mình chế ra câu hỏi. Không phải không cho nó là hình bình hành nữa. À, không cho là trung điểm nữa. Nên lệch hẳn lên trên. Lệch lên trên vẫn thấy. Được chưa? Chứng minh cái này dễ đúng không? Các em hoàn toàn tự chứng minh được, không có gì cả. Sau khi chứng minh xong cái này thì các em kết luôn cho thầy câu C, vì câu A đi sang câu C, còn câu B đi sang câu D. Đây, cái này tự chứng minh, nói đầy đủ quá nhá, không được viết tắt. À, có gì mà sợ cả. Bây giờ mới hiểu tại sao thầy đặt cái này trong một loạt bài đúng không? Rồi xong về sau cái bài này nó chế sang hình chóp tứ giác, hình chóp tam giác. Cho tứ giác thì nó cũng tương tự như thế, nhưng mà nó khó hơn, vì là lúc đấy phải chứng minh bốn cái điểm nó đồng phẳng. Tam giác vẫn còn dễ.
Trông cái này thôi, nhưng mà hôm nay vừa đi ôn được lý thuyết mà lại vừa làm được một số dạng bài tập đường vuông song song với đường thì đường song song với mạch này, ba điểm thẳng hàng này, rồi bốn điểm đồng phẳng này. Đây trước mặt đây là ba dạng rồi. Còn đồng phẳng rồi còn thẳng hàng chuẩn chỉ luôn anh, mà năm dạng bài ấy luôn, năm dạng. Thế như vậy câu C là chúng ta sẽ trình bày thế này, cái này riêng cái con này hay bị nhầm, ta phải nói lại. Ta có MN song song với BC chứng minh ở câu A. Tiếp tục BC thì lại nằm trong mặt phẳng BCD, chưa đủ đâu nha các em nha. Trong sách giáo khoa nó viết nhưng mà thế mà em bắt chiếc thế là em chết đứt đừ đứ đừ đấy. Phải thêm một câu nữa là MN không thuộc, nói là không thuộc nhưng đây là phải hiểu là tập này là tập con của tập kia đấy, không là tập con đấy chứ không phải có gạch ngang giữa đâu. Viết như này là sai nhé. MN như này này là sai đấy, bởi nhớ là có gạch ngang ở giữa thì nó là phần tử hoặc là một số thì mới có gạch ngang ở giữa. À, đấy phải có cái câu này cấm không được quên đâu nhá. Từ đây ta mới suy ra được là MN song song mặt phẳng BCD, được chưa? Đấy, đây là thầy giáo nhắc chúng ta cái câu C. Câu 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 B thì làm tương tự câu A. Tương tự câu A tức là rồi câu D lại làm tương tự câu C. D làm tương tự câu C, em tự làm mạnh dạn lên là được. Bây giờ thầy nói câu chốt cuối cùng. Câu chốt cuối cùng đó là câu E. Câu E nó là cái kết tinh của những cái câu trên, kể cả sau này nha. Mà nó hỏi luôn câu E thì các đồng chí cũng vẫn cứ phải làm A, B, C, D. Hiểu chưa? Thế nhưng mà tại sao thì nó lại phải hỏi như thế? Thì nó phải tách như thế để các em dần dần, các em quen dần, quen dần, quen dần. Làm bài kiểm tra nó hỏi mỗi câu cuối cùng. Mình vẫn phải trình bày từ đầu đến cuối. Cả A, cả B, cả C, cả D mới ra được E. Ừ, tự nhiên có E được đâu, không có. À, sau khi trình bày B và D xong thì viết tiếp cho thầy câu E. Câu E chứ mình dễ thôi. Mặt phẳng MNP đi qua, tức là chứa đấy, chứa hai đường thẳng cắt nhau, chứa hai đường thẳng cắt nhau, nói thẳng ra đó là gì? MN MP NP, để bài nói NP NP MN và NP chả là cắt nhau tại điểm nào được gì đâu. Mặt phẳng MNP chứa hai đường cắt nhau MN phẩy NP cùng song song với mặt phẳng BCD, do đó theo định lý trên suy ra là nó song song với nhau. Do đó đấy trình bày thế thôi, nhưng mà phải nhớ cái câu này này, phải nói là cắt nhau là một, chứa chứa hai đường cắt nhau, cắt nhau nó không cắt nhau là không được đâu, trùng nhau là không được, song song thì càng không, chốc có thể nói vẽ trường hợp song song là vứt ngay. Phải nói rõ là chứa hai đường cắt nhau MN NP cùng song song với mặt BCD, do đó mặt phẳng MNP song song với mặt phẳng BCD. Đấy mới là bài chốt của ngày hôm nay, nó như thế nhỉ. Như vậy là nó liên kết cả từ đầu đến cuối, không phải tự nhiên theo dạy. Thấy chúng ta thầy ôn lại câu 2 thì thầy ôn lại bài 3 thầy biết sao sang bài 4. Thế này là sau đó các em cũng thấy làm bài tập ngon lành, trừ cái phần hình năng trụ trước chúng ta chưa học kỹ. Đến đây nha. Bây giờ thầy mới bảo là nếu mà thiếu từ cắt nhau thì lại sao lại cũng được. Thiếu từ cắt nhau tại sao lại cũng được. Đây, bây giờ thầy nói thầy vẽ cho các em thấy thiếu từ cắt nhau là sai vét nhà luôn. A này song song với C đấy nhá, B song song với C nhá. À, đấy như vậy rõ ràng được thằng A song song với B, C C nằm trong mặt phẳng B. Đây ừ, rõ ràng là A cũng không nằm trong mặt phẳng B thì ta suy ra được là A song song với B, nhất trí. Tương tự như thế các em chứng minh như vậy là điểm B đường thẳng B cũng song song mặt phẳng B, nhưng mà mặt phẳng đi qua A và B không hề song song với B mà nó lại cắt, nó cắt theo giao tuyến là B C trước bạn kìa. Bây giờ mới hiểu là tại sao phải dùng cái từ là đi chứa hai đường cắt nhau chứ. Cái từ này là rất quan trọng, rất nhiều bạn biết thiếu khi phân tích bài mà phát đây hình vẽ giáo vừa đưa xong em thiếu cái này em sai ngay, đúng chưa nào?
Nhìn thấy hình như sai chưa? À, rõ ràng là cái mặt bằng quy này, quy đây chứa a, chứa cả b, b và a cùng song song mặt bằng b, đúng rồi. Nhưng mà quy có cắt b à, có song song b đâu, không hề song song mà nó cắt. Cho nên cái câu này các bạn mà ghi mà thiếu một phát là ăn trả ngay, trả ngay sai ngay. Đấy, a với b nó hai thằng này phải cắt nhau mới được, như trong bài kia nó song song nhau đấy, có được đâu. Không được, không được, không hề được, bắt buộc phải cắt nhau. Hình vẽ trước mặt là nhìn một ví dụ như thế, rõ ràng là quy chứa a, quy cũng chứa b, a và b cùng song song bằng p, nhưng mà quy có song song với p đâu, cắt cắt chắn thớ đấy thì còn vẫn còn cãi, đúng không? Thấy không, rõ ràng là ngày hôm nay chúng ta được một ít nhiều, đúng không? Rồi nếu không có gì thay đổi, chủ nhật chúng ta sẽ học online tiếp, và tất nhiên là hôm đó chúng ta sẽ học về giới hạn. Thì các em xem trước gọi là phần giới hạn, nếu ở trên lớp được học một chút rồi thì tốt, còn nếu chưa học chúng ta sẽ rất vất vả cái phần đầu thôi, còn phần sau qua là cái đoạn đầu định nghĩa một cái thì lên làm bài tập thì rất dễ, không có đề gì. Riêng giới hạn chịu khó nghe giảng là học ngon nhé. Các em thân mến, như vậy là bài học ngày hôm nay chúng ta dừng ở đây. Xin chào tạm biệt và gặp lại các em vào ngày chủ nhật. Xin chào các em nhé.